sưng bự cho bá luôn. Hôm nay mới lâu lắm rồi đó, lâu lắm cũng không có làm clip ăn uống nữa. Hôm nay mới quay trở lại với kênh ăn uống. Lan Lục chào cô chú chị và các bạn nha. Cũng đã lâu rồi Lan Lục cũng clip dán clip ăn uống lắm cả nhà. Hôm nay thì Lan Lục sẽ làm món gì mời cả nhà cùng đón xem ha. Rồi cả nhà, cây đu đủ của Lan Lục đây. Bây giờ Lan Lục sẽ bẻ xuống một trái kia, nó đang vàng vàng rồi đó cả nhà, trái bự á. Trái bự nó đang vàng vàng rồi đó. Mấy ngày nay á cả nhà, đu đủ nó chín vàng hoài luôn, chín Lan Lục ăn một mình ăn không có hết luôn cả nhà. Bây giờ bữa nay Hà Lan Lục sẽ bẻ trái đu đủ về làm món gì Lan Lục cũng chưa biết đó. Mời cả nhà cùng đón xem ha. Đây là caramel leo lên bẻ đu đủ cho Lan Lục mà. Có cây mà nó chín rồi luôn, có ơn là ăn không có hết gì trơn á cả nhà. Rồi bây giờ Lan Lục bẻ được một trái bự rồi cả nhà. Bự rồi, trái nhỏ tèo tí teo. Rồi trái này nữa, trái tèo tí teo kia mà nó hàm rồi đó. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì em mua được hai cái lỗ tai heo, hai lỗ tai bắp giới. Em đã trà nước muối và rửa nước chanh, trà chanh nó trắng nở rồi cả nhà, trắng bút luôn. Rồi ở nhà em cũng còn một mớ tôm. Rồi em sẽ bắt nó luộc nha với trước chị các bạn. Bây giờ luộc rồi cái lỗ tai heo nha. Rồi cả nhà, em cũng đã bào đu đủ xong rồi nè. Rửa xong rồi để cho nó ráo tốt rồi em sẽ bào nó nha. Đây là em đang luộc đối nè, ở tối em mua để em ăn ướp nha, em ướp cũng đã nửa tiếng rồi đó, rồi em sẽ hấp tí cà chua nha cả nhà, em chiên sơ đó cả nhà, rồi cá em cũng đã chở lên cả nhà, cho nước vô nè. Sôi nãy giờ rồi đó, em cũng đã chở cá rồi đó. Đây là dưa cải nha cả nhà, em sẽ bỏ vô cá luôn ha. Cái này là dưa cải em cũng đã rửa rồi mới em xé ha. Cái này là em xé cho em có cắt cho cả nhà nha. Rồi em sẽ chở lên ha. Em bỏ hành vô nha cả nhà. Cái này là hành lá em cắt khúc khúc nha cô chú chị. Rồi để đắp lại cho chín nha, hành lá rồi xong một món nữa cả nhà. Em bữa nay cũng hầm hầm nha cả nhà, có đĩa mà nó vàng hầm đẹp lắm luôn á. Đây, hai trái là lạch thao luôn đó cả nhà ơi. Xèo xèo. Rồi cô chú chị ơi, đu đủ có năng lực cũng đã vào xong rồi cả nhà. Đây là lỗ tai heo và tôm em đã sắp sạch sẽ luôn rồi đó cả nhà ơi. Đây là rau răm ha, đây là nước mắm nè. Rồi em sẽ trộn vô đu đủ nha cả nhà. Rồi em cũng đã xong hết rồi ha, em sẽ trộn vô nha cả nhà. Đây, tôm thịt đầy đủ hết. Lỗ tai heo hôm nay thì em luộc rất là ngon luôn cả nhà. Em nếm nè, muối từ một ngọt vô trong này luôn nè. Rồi cả nhà, em đã trộn xong rồi ha. Rồi em sẽ bỏ vô đây, mình ăn như là trộn nhiều ha. Đây, Lan Lục sẽ đắp cho kia, trộn nước mắm vô nha cả nhà. Cũng đã sang bên đây. Rồi bây giờ trộn nước mắm vô nha cô chú anh chị. Em chỉ thiếu cái gì cả nhà chứ không? Em thiếu khẩu phẩm thôi cả nhà ơi. Rồi em cho là nước mắm chưa ngọn ha, em trộn lên. Rồi giờ em sẽ dọn cơm ra, mời cô chú chị và các bạn ăn với Lan Lục.
chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lan Lùng làm món đu đủ gỏi tay heo tôm thịt nha. Bên đây thì cá đối hấp với dưa cải nha cả nhà. Rồi đây là nước mắm chua của em Lan Lùng ha. Bây giờ Lan Lùng cũng cúng cho ông bà xong, ở đâu cũng có ông bà đất bay. Lan Lùng cũng làm món đơn giản để ăn bữa cơm trưa, cúng cho ông bà đất bay xong rồi giờ Lan Lùng sẽ mời cô chú anh chị các bạn ăn với Lan Lùng ha. Cũng lâu lắm rồi đó, Lan Lùng cũng không có làm clip ăn uống nữa. Hôm nay mới quay trở lại với kênh ăn uống nha cả nhà. Rồi trước tiên thì em Lan Lùng mời cả nhà ăn gỏi đu đủ ha. Rồi Lan Lùng mời cả nhà. Đây lỗ tai heo nè cô chú ơi. Rồi. Nó rất là ngon á cả nhà. Cái này là cá đối thì em làm hấp đó, nó lạc lạc thôi cả nhà ơi. Dưa cải à. Dưa cải này làm lụng xé thôi, làm lụng có cắt thôi. Mấy nay đó cả nhà Lan Lùng mà bị đau mắt đó cô chú anh chị, đau mắt hôm nay mới hết nè, đau mắt đó sưng bự chà bá luôn. Hôm nay mới hết đau mắt đó, mới Lan Lùng mới lên được clip đó cả nhà. Đây là rau răm nha, rau răm này nó mình thơm mùi hộp vịt trộn đó cả nhà. Cá đối này là cá đối sông nha, nhưng mà cũng nhỏ, nó không có bự bự đâu cả nhà. Đây là lỗ tai heo. Bữa cơm của Lan Lùng cũng đơn giản à, nhưng mà có lại rất là ngon thôi. Cái trái đu đủ này nè, nó chín bữa, ngày bữa nó chín một trái, Lan Lùng ăn không có hết cả nhà ơi. Chín xong rồi gãy đem về, xong rồi còn trái chừa lại ăn á, không có ai ăn trơn á. Xách ra là bỏ vô cứ lạnh xong rồi ăn. Mấy bữa mà ăn miếng nó hết ngon lắm cả nhà. Bữa nay em làm gỏi ăn luôn. Cá này thì em cũng đã ướp muối đường bột ngọt rồi ha. Nổi tiếng rồi đó, nó đã thấm vô thịt rồi nè cả nhà. Gỏi đu đủ này nó rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Đây là tôm nha. Tại vì ở nhà thì còn ít tôm mà thì Lan Lùng đem ra làm luôn á. Gỏi đu đủ này ăn nha. Lan Lùng thích ăn đu đủ màu đỏ gì nè, chín nó mềm mềm á. Giờ bẻ trên cây rồi mình ăn liền. Bữa hổm mà Lan Lùng làm xong rồi bẻ một ngày á, nó chưa
một ngày qua ngày sau mới làm được, trời nó cắt ra nó mềm xèo, làm gửi xong ngón nó chầm nhẹp chân. Lúc này cả nhà cân của em á nó bị mất đề xuất rồi. Mong cô chú chị các bạn ủng hộ cho em lăn lộn với ha. Lúc này buồn lắm luôn á cả nhà. Ngon quá cả nhà. Cá hấp dưa cải này cũng rất là ngon luôn ha. Mời cả nhà nó ha, quá ngon luôn. Đây là lớp khoai heo mình ăn cơ sật á, nó rất là giàu. Ăn nó bò luôn á cả nhà. Lăn lộn có sữa đậu nành rồi uống nè. Rồi cả nhà ơi, clip của Lăn Lộn cũng đã dài rồi ha. Và Lăn Lộn cũng tạm dừng video tại đây nha. Cả nhà có xem video á, ủng hộ cho em Lăn Lộn xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho bạn bè người thân cùng xem ha. Cái món của em Lăn Lộn nha. Rồi em Lăn Lộn cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ cho em Lăn Lộn từ trước đến giờ nha. Em rất là cảm ơn luôn. Rồi em tạm dừng video tại đây nha. Chúc cả nhà mình luôn được nhiều sức khỏe nè, xem video vui vẻ nha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà mình clip tiếp theo nha. Bye bye.